Hello, em chào anh em nha. Chưa anh em lên với anh em tí phụ tùng quay 110 nha. Anh em thông cảm, hôm qua em lên em mệt quá nên hơi trễ nha. Anh em thông cảm nha. Em còn tùm lum công việc con nhỏ nữa. Rồi ok anh em, hàng anh em nào mà mấy nay mà em chưa có giao thì hôm nay hôm qua cũng gói hết mớ, hôm nay em trả cho xong luôn nha anh em. Cho công việc nó vô ba rem lại. Em nói với anh em mà nghỉ một ngày thôi là nó dồn tùm lum công việc hết trơn. Tại vì cái lượng khách hàng bên em nó cũng nói chung anh em ta cũng ủng hộ. Rồi mình mà nghĩ một cái là thôi nó tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ mình không mất thời gian anh em nó, mình vào chi tiết luôn đặng mình tranh thủ mình có hàng sớm luôn, mình cũng đang có khách ở nhà mua đồ nè. Đầu tiên em có một cái đồng hồ quay thái 110. Này đời mấy đêm có đát cái đời 2000 nha anh em. Đời 2000, 26 tháng 4 năm 2000. Cái đồng hồ quay thái 110. Zin nha, kim zin luôn này nha anh em. Nè. Kim zin luôn này nha anh em, thấy không? Đó. Đồng hồ này anh em nào lấy giá là bán cho anh em về tự vệ sinh nha. Bốn chấu bấm kính còn đầy đủ ha. Đó. Hai chấu hai bên đầy đủ nha, 500 ngàn ha. Rồi anh em tưởng tượng đi, 500 ngàn bây giờ mà anh em chi rồi cái máy, cái đế, sợi dây không bao nhiêu tiền rồi ha. Kính của nó thì nó xấu, anh em về thay kính lại nha. Kính theo xe mà nó xấu lắm. Nó dính silicon ở đây. Nói chung nó cũng còn nguyên dạng à, tình trạng này nó cũng có răng chân chim nhẹ nhẹ. Mà nói chung anh em về tự xử ha. Cái phần này mình bán giá rẻ cho anh em thì anh em về tự cân đối à. Em có một cặp phục trước quay quay thái 204. Cặp phục trước này sân zin rất là liền luôn. Em bán anh em giá 1,5 triệu. Em bao anh em nhúng nhảy không xì sượng nha. Cặp này thì cặp ti anh em khỏi chê nha. Anh em gắn được cho quay 110 quen pha. Nói chung mấy cái dòng quen pha thì anh em gắn phục này thì hết bài ăn thắng đùm. Tại vì cái dòng quen pha bản chất phục nó không ngon, mình phải công nhận điều đó. Chưa phục hồi chưa động chạm nha anh em. Chưa phục hồi chưa động chạm nha. Nguyên zin. Ti VIP chứ lắm. Quay thái 204. Cây bên này thì sân zin anh em miễn bàn á, sân zin thẳng băng em bán anh em giá 1,5 triệu nha. Cái nước sơn của nó y chang như quay 110 2000 á, sơn vẫn có da cóc luôn nha anh em, vẫn da cam da cóc luôn nha. Y chang như quay 110 đời 2000 vậy đó. Đó. Mực màu chưa phục hồi chưa động chạm. Cái chung cặp này đẹp. Mã của nó là KET90L, đắt 204 ha, mã AAB18 ha. Mực màu. Cặp này giá 1,5 triệu nha, bao anh em nhúng nha, về là xài liền không xì sượng nha. Phục thái nhúng đã lắm. Cây bên này nói chung cũng liền thẳng băng à, sơn riêng cũng đẹp lắm. Ở đây có bị trầy nước sơn xíu nha. Đó, có sao em báo anh em lại vậy cho nó dễ. Đó. Đi thì miễn bàn nha anh em, mấy cặp này thì bao anh em nhúng. Bạc nó da cát, hụt cát nó giống như quay 110 đời 2000 mình vậy đó. Nè. Chưa phục hồi chưa động chạm gì cả, anh em về lên xe gắn là bữa luôn, khỏi sơn. Anh em lên xe một mọc á, vô quen pha hết bài 110 anh pha thắng đậm lụm AB15. Cặp này nói chung thẳng lắm, thẳng nha anh em, 1,5 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo nữa, em có một cặp gác chân ngắn quay thái 110 đời 99. Cặp này tình trạng thì em mua sao lại em bán vậy nha, có hai con ốc dưới này nè đó, bắp sắt đầy đủ. Cặp này bên trong là cực kỳ đẹp nha. AB-2 này 99 tháng đẻ nè, 99 tháng đẻ nè. MTE-99 nè. KEVA-2R chữ nhỏ ha, 99 tháng đẻ, MTE đầu cây băng số 0. Cặp này là 350.000 anh em. Nước gam bên nước bóng bên keo bên ngoài còn bóng lắm nha. Cặp này 350.000 đẹp. Lỗ tròn anh em, không có học vịt nha. Lỗ trên dưới cũng tròn nha. Nước nhôm đẹp nha anh em, 350.000. Ốc tán thun con bách sắt đầy đủ nha anh em. Như video, nói thẳng ra là em bán như video. Lỗ tròn nha anh em, không hụt vịt nha. Đó, nói chung là bao anh em xài tốt. KEV-2 ha, KEVA-2 nó trùng mã. Rồi, 350.000. Tiếp theo nữa là em có một hôm qua tại vì có khách mua cặp đùm anh em xả cặp đùm ra em giao khách rồi.
Bây giờ em còn bộ câm với lại cặp niền. Cặp niền này siêu vip nha. Cái niền trước như tồn luôn nha anh em. Niền trước nè, em rửa nè anh em coi nè, như tồn luôn nè. Ở trong chưa có miếng sét nữa, cái niền trước là như tồn luôn á. Cặp niền này cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em kêu em báo giá anh em bộ câm trước. Bộ câm này anh em vô xe mà mọc mọc á, câm nói chung chân nó còn ánh vàng, chân còn vàng. Câm đúng câm tháo xe quay 110 nha anh em. Đó. Đó, câm đúng câm tháo xe quay thái 110 nha. À, chân vàng anh em, chân còn ánh vàng vàng, thân thì thân nó xanh 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 chì rồi chứ nó không có còn được màu gam vàng đẹp nha anh em, thân xanh chì rồi. Bộ câm trước sau đầy đủ nha anh em, 72 cây câm đó, 72 cây câm, bộ câm trước sau thì 500.000, 500 nha anh em, 72 cây câm trước sau đầy đủ 500.000, đúng câm tháo xe quay thái 110 rã ra từ cặp niền này luôn, từ cặp bánh này luôn. Rồi tiếp theo đó là cặp niền, cặp niền 201 này là siêu đẹp anh em, trùng mã trước sau 3 triệu. Cặp niền tháo xe mà đẹp tầm này cũng hiếm nha anh em, tại đa số nước si nó không được đẹp vậy đâu. Cặp này nước si nó vip dữ lắm. Siam Gucci 17 x 1.4.4, KRW CM Gucci 17 x 1.2.4, KRS trùng mã cặp nha, đúng theo xe nha anh em. Em quay từng cái cho anh em coi, bây giờ em quay cái niền trước cho anh em coi. Cặp này em bán 3 triệu nha. Cặp niền này là nói chung là em rất là ưng ý, tại vì đó giờ em rã xe cũng nhiều lắm, hiếm có cặp nào mà nó không có bị rơm mè si chứ. Đây là không mè không rơm luôn, chuẩn theo xe luôn nha. CM Gucci 17 x 1.2.4, KRS chân vòi nè. Cách 3 cây câm chuẩn luôn, 1 này, 1 2 3 là tới chữ luôn. Đó ha. Ok nha anh em. Đó, anh em đợi em cái nha, em nghe máy khách cái. Rồi em xin phép anh em được tiếp theo, tại có khách gọi ha. Đó, đây là cái niền trước nha. Niền này là nói chung là cái niền trước là bao anh em là VIP, khỏi miễn có bàn nha. Niền trước là bao anh em là đẳng cấp nha. Bên trong là chưa có gì luôn nha anh em nè. Bên trong là nó còn khoảng 95% luôn nha anh em. Cặp niền này em bán 3 triệu, nói chung anh em mua xứng đáng. Cặp niền này đẹp. Hai bên mép này là nước si còn sáng bóng. Chưa có yếu, chưa có mục gì. Chỗ này là cái dấu hàng niền nè, kể cả niền tồn vẫn có luôn, là nó vẫn có mấy cái lỗ thoát nước luôn nè anh em thấy không? Hôm qua mình rửa nó vẫn còn đọng nước hơi hơi nè anh em thấy không? Miễn cái chơi. Cặp niền này nói chung là anh em không có nói về mà chất lượng, anh em chỉ có nói về mà tiền thôi, vấn đề chơi em chơi thôi. Nước si là em bao anh em đẳng cấp luôn á. Cặp niền này nước si cực kỳ đẹp, không có rơm si một miếng nào luôn nha. Đây chân vòi đây, không có rơm, không có yếu gì trơn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em cho anh em coi từ từ luôn, không có rơm si, không có yếu một miếng nào luôn nha. Nói chung là nước si còn cực kỳ đẹp nè, vẫn còn đọng nước nè, hôm qua rửa đó, cực kỳ đẹp. Cặp niền này em bán 3 triệu nha, đúng niền theo xe 201 trùng mã cặp luôn đó, bao đẹp. Niền sau nè, đây Siam Gucci 17 x 1.4.4, KRW. Thì anh em coi là từ cái chữ Siam nè, anh em coi ngược lại chân vòi nằm gì đây, chuẩn chuẩn niền theo xe, niền tồn gì cũng vậy ha. Đây không có yếu, không có gì luôn nha anh em. Đó, không có yếu, không có gì luôn nha, dày cui ha. Đó. Đó, mặt trong nè, nói chung cặp niền này còn đẹp lắm, không yếu không có gì trơn á. Si là không rơm không mè. Em bán anh em giá là 3 triệu cặp niền, anh em có xài alo em. Này về anh em lấy băng keo đen á, anh em quấn 3 vòng. Rồi sau đó anh em xịt trong sân chống sét nữa rồi anh em xài đi. Em bao anh em xài 5 7 năm 10 năm nó chứ nhít nó nữa. Trừ những cặp niền đẹp như vậy em mới bán niền thôi, mình nói thẳng luôn. Còn đa số là ở đây em lúc nào cũng có niền tồn nhà là gì đó. Niền theo xe cỡ mấy cặp này đồ em mới dám tin tưởng em bán cho quý anh em. Chứ còn chung chung là thua rồi. Chung chung anh em chạy mùa mưa một bông xiêu tiêu rồi. Bao đẹp nha anh em, không có lỗi nha. Nước si là cực kỳ đỉnh nha.
không có rơm, không có yếu gì trơn á, không có một miếng rơm si hay yếu hay mè si gì luôn nha. Nè chân vòi nè, cho anh em coi thực tế luôn đó. Cặp này thì giá 3 triệu đó, anh em có xài liên hệ em, liền thắng đùm, quay 110 201, không có một miếng rơm si mè si yếu si được luôn, mà cái viền này si nó còn cực kỳ sáng. Đa số liền theo xe là cái viền này nó mờ si dữ lắm đó. Viền là si còn cực kỳ sáng. Cặp này giá 3 triệu á, này mà vô được cặp 99 này tiền không anh em, 7-8 triệu, cái chục triệu, không có một miếng rơm si hay mè si yếu si gì cả, em quay hai vòng rồi đó. Rồi cặp này anh em chốt 3 triệu, bộ câm 500 ngàn ha, bộ câm thì 500 ngàn. Cặp đùm hôm qua em bán rồi, cặp đùm nó đẹp lắm. Rồi tiếp theo nữa, em có một cái cặp te quay thấy 110 đời 99. Cặp te này anh em nào chốt thì alo, sơn rin cũng thẳng ha, hai tem rin còn thẳng băng, hai tem rin theo xe nè, cực kỳ đẹp không. Cặp te đời 99 nữa nè, hai tem rin theo xe còn thẳng băng. Nói mà hai miếng em báo giá là anh em chốt ngay 1,2 triệu, hai miếng tem theo xe này đã đủ tiền rồi đó. Sơn rin còn thẳng băng à, không cấn mớp hay một lũng gì cả đó. Phần sau này nó có chạy chỉ nha nè, nè bấm điện bự chào bá luôn nè. Nè cặp te quay 110 thái đời 99 nha, nó nằm trên con xe 99 thắng đĩa luôn á anh em, 99 thắng đĩa màu te luôn á, 1,2 triệu, không một lũng không cấn mớp bây giờ á. Nói chung là nó ở dạng tầm khá thôi chứ nó không gọi là đẹp được nha anh em, tại tầm này bây giờ anh em muốn đẹp là cặp te nó mặn lắm, 2-3 triệu, thậm chí 4-5 triệu nó cũng có nữa, tùm lum giá hết trơn á. Mà mình nhìn chung, mình nhìn tổng thể thì cặp te này giá 1,2 triệu thì nó rẻ anh em, nó liền đó, 1,2 triệu thì nó rẻ, nó liền, nó không có lỗi gì luôn, mà tem riêng nó còn đẹp nữa. Đa số cái tem trên này nó bị răng anh em, mà tem này còn rất là đẹp luôn, còn vàng đẹp luôn, 1,2 triệu. Rồi em có một cặp hụt đĩa đời 2000 anh em, hụt đĩa đời 2000. Cặp này nói chung nước sơn cũng theo mình thấy á nha, về cái độ chất hụt này nó còn chất dữ lắm chất, ti thì miễn chê luôn, ti cực kỳ vip. Cặp này nói về đủ chất là còn cực kỳ chất thế nè, tuy là cực kỳ đẹp luôn, không có bị rổ bị gì luôn, phục đĩa đời 2000, nó không có bị rổ bị gì luôn. Đó, anh em nào chuẩn bị lên đĩa thì có thể liên hệ cho em, cặp này giá rẻ 2 triệu, tuy đẹp cực kỳ ăn, chưa phục hồi luôn nha anh em, chưa phục hồi chưa đụng chạm luôn nha. Nước sơn thì ở cái dạng nó tầm khá chứ không, nó không có cọp anh em nè, nước sơn nè, nó có trầy sau 5 tháng nhưng mà phôi thì miễn bàn, phôi đỉnh nha, phôi là không có một miếng mất thịt nữa đó, phôi đỉnh, anh em mua về sơn lại nha. Chứ giờ mà sơn zin cặp 5-6 triệu á, 4-5 triệu á, không rẻ đâu, vip nha, phôi vip, phôi cực kỳ đẹp ha, KET20R đời 2000, ngày 10 tháng 3 năm 2000, HM2, phôi cực kỳ anh em ơi, chưa phục hồi chưa động chạm gì cả, anh em mua về chỉ có nước sơn lại nữa là xong. Cặp một phục bên mình anh em muốn bỏ sơn bỏ nha, 300 ngàn cặp ha, tiền sơn đó nha anh em, nè đời 2000 nè anh em, HM1 HM2 HM1 ha. Cặp này anh em sơn thì hú em 2 triệu, sơn thêm 300 nó là 2,3 triệu, còn bộ tay dây heo của nó luôn, bộ tay dây heo này anh em nào lấy thì em bán 1,5 triệu nha, tay dây heo 2000, anh em về tự đang trên xe xài bình thường nha anh em, nhưng mà anh em về là sơn si lệ sơn đó, đang trên xe xài bình thường anh em về coi có sơn si gì đó sơn đúng đắt 2000 nè đó, đúng đắt 2000 nha. Một này anh em có sơn si dị sơn, tay dây heo, dây dầu riêng theo xe, bát kẹp dây dầu cũng xanh nồng súng luôn nè, còn mực màu gì đó. Cái khung trụm dây dầu này cũng khá lắm ha, nguyên cái khúc này là chưa có tét ống nhựa gì trơn, tới trên này có tét một chút xíu đó, không có phạm vô thịt ở bên trong ha. Tay dầu trên này tay dầu hàng đắt 2007 2008, nguyên cụm. Rồi bộ tay dây heo này giá 1,5 triệu,
Rồi ok, em chào anh em cần gì alo em nha.